Kiều Tài Lộc mến chào cả nhà mình trên kênh ha. Ngày mới Kiều xin chúc cả nhà mình trên kênh dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn ha. Thì hôm nay Kiều Tài Lộc đi đến ông tài giữa đồng, cầu tài cầu quý để trả cái lễ cái tài cái lộc cho cả nhà mình ngày đó. Xin cái tài cái lộc cho cả nhà mình đó. Trước thì trả cái lễ mua bánh và rượu nhang đèn để dâng lên để trả lễ cho ông bà ở đây. Thì cả nhà mình thì có xem kênh của Kiều Tài Lộc thì nhớ bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì cả nhà mình chia sẻ video ha, rồi tiếp tục ha. Rồi Kiều Tài Lộc để mời mấy ông về dùng bánh ha và rượu. Con mời mấy ông về dùng bánh ha, và đậu cho con xin tài xin lộc cho ngày mai, nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn luôn nha ông. Con mời mấy ông ở đây thì về dùng bánh ha, và đậu cho con xin tài xin lộc, đều có tài có lộc nha ông. Tiếp tục ha. Rồi Kiều Tài Lộc để đốt nhang nha, để cầu giấy ông bà ở đây để xin tài xin lộc cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn nha. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà giữa đồng, cầu tài cổ quý linh thiêng nơi đây độ cho con xin tài xin lộc cho ngày mai là thứ năm, là ngày 13 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con xin cái lộc sâm và lộc thuốc cho ngày mai chúng lớn, thì có lộc lớn con nhận lớn, có lộc nhỏ thì con nhận nhỏ, có lộc thì con sẽ thành tâm trả lễ cho mấy ông. Tiếp tục ha. Rồi Kiều Tài Lộc xin cái lọc thuốc cho cả nhà mình nha. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà giữa đồng, tổ tài cổ quý linh thiêng nơi đây hồi độ cho con, bắt cho con đầu lọc thuốc một con số hiện cho nó rõ và chính xác và chỉnh cho ngày mai là thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con cái đầu lọc thuốc này cho về ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô, thì có chúng lớn thì con nhận lớn, có chúng nhỏ thì con nhận nhỏ, có chúng thì con sẽ thành tâm trả lễ cho mấy ông. Rồi để Kiều Tài Lộc gỡ lên đây cho ông bà bắt về ha. Thì tiếp tục thì Kiều Tài Lộc xin một cái quả sâm cho cả nhà mình ha. Thì con thành tâm cầu gái ông tà giữa đồng, cầu tài cầu quý linh thiêng nơi đây hà độ cho con, bắt cho con quả sâm cho chính xác ngày mai là thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023,
ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con khỏe xăm cho chính xác ngày mai. Chúng lớn thì có lộc lớn con nhận lớn, có lộc nhỏ thì con nhận nhỏ, có lộc thì con sẽ thành tâm trả lại cho mấy ông. Rồi quẻ xong đã rớt xuống ha cả nhà. Rồi quẻ xong nay ông bà bắt cho cả nhà mình lật ngửa ha cả nhà. Cái số luôn ha cả nhà. Là con 60 ha cả nhà. 60. Rồi để kìa tài lộc gỡ lên cho ông bà bắt về ha. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà giữa đồng, cậu tài cậu quý, linh thiêng nơi đây độ cho con, bắt cho con quẻ xong cho chính xác ngày mai là thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023. Ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Miền Nam là chính, thì ông bắt cho con quẻ xong con 60 này cho về ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô. Có chúng lớn thì con nhận lớn, có chúng nhỏ thì con nhận nhỏ, có chúng thì con sẽ thành tâm trả lại cho mấy ông. Rồi để kìa tài lộc rõ lên cho ông bà bắt về ha. Thì cả nhà mình có xem kênh của Kiều Tài Lộc thì nhớ ủng hộ cho Kiều Tài Lộc ha. Bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì cả nhà mình chia sẻ bạn bè Zalo, Facebook thì biết Kiều Tài Lộc là Kiều Tài Lộc rất cảm ơn. Cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn, muốn có số tiền lớn thì nhanh tay kết bạn vào Zalo ha. Cả nhà nào có tin tưởng thì nhanh tay kết bạn vào Zalo, không tin tưởng thì thôi ha, kết bạn vào Zalo. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Zalo có để trên màn hình, Zalo không có tốn phí. Cả nhà mình nhanh tay kết bạn vào thì Kiều sẽ giúp cho đỡ cho cả nhà mình ngày mai tháng lớn ha. Thì cả nhà mình chơi tâm linh thì tin tưởng mà chơi, tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình phụ trả lễ ông bà nơi đây để ông bà độ cho cả nhà mình được thắng lớn ha. Và tiếp tục thì Kiều Tài Lộc xin thỉnh cái lọc thuốc cho cả nhà mình tham khảo ha cả nhà. Rồi Kiều Tài Lộc xin kéo ba ngao ha cả nhà. Thì cả nhà mình phóng to phóng nhỏ và xem cái đầu lọc thuốc ha. Cả nhà một cho Kiều có một cái bình luận nha cả nhà, thì có chung quan điểm với cả nhà mình không ha. Thì cái đầu lọc thuốc thì cả nhà mình có duyên với cái đầu lọc thuốc, thì cả nhà thích thì cả nhà chơi, còn không thích thì cả nhà mình tham khảo trên kênh ha. Thì cả nhà mình á, Kiều có tài lộc, Kiều Tài Lộc có dành riêng trên Zalo cho cả nhà mình tối đêm nay 12 giờ đêm, Kiều Tài Lộc đi đến chỗ nơi linh thiêng để xin tài xin lộc cho cả nhà mình ngày mai tháng lớn. Thì nổ lớn đó, cả nhà mình có mắc nợ mắc nần, có muốn có số tiền lớn thì nhanh tay vào tin tưởng, nhanh tay vào kết bạn và Zalo của Kiều Tài Lộc ha. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Thì Kiều Tài Lộc sẽ giúp đỡ cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn ha. Thì cả nhà mình chơi tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình phụ trả lễ ông bà mới độ cho cả nhà mình thắng lớn. Rồi để Kiều Tài Lộc xây cái đầu thuốc cho cả nhà mình nhìn thấy ha. Cái tài cái lộc của ông bà nó đây ha. Cả nhà mình xem cho lâu ha,
cho kỹ trên đầu lọc thuốc đi ha. Ông bà mình có duyên ông bà nơi đây ha, ông bà không cúng độ cho cả nhà mình linh thiêng trên cái đầu lọc thuốc đó ha. Cả nhà mình phải tin tưởng mà chơi ha. Có xem kênh thì có nhớ bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh ha cả nhà. Thì Kiều Tài Lộc cũng rất cảm ơn cả nhà mình ha. Rồi thì cả nhà mình đợi Kiều chút lát ha, rồi để Kiều công bố kết quả cái đầu lọc thuốc cho cả nhà mình nhìn thấy nè. Cả nhà mình xem cho kỹ đi ha, và để Kiều phân bố kết quả cái lọc thuốc cho cả nhà mình nhìn thấy nè. Rồi đây, Hồ Kiều Tài Lộc sẽ vẽ lên cho cả nhà mình nhìn thấy nè. Ở đằng đây thì Kiều Tài Lộc nhìn thấy là con số 4 nè. Ở đằng sau con số 4, ở trước là thấy con số 8 nè ha. Kiều ta chốt là con 84 nha cả nhà. Rồi, và để Kiều Tài Lộc vẽ lên cho ông bà bắt về ha. Và để Kiều Tài Lộc khăn giấy gõ lên cho ông bà bắt về ha cả nhà. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà giữa đồng cầu tài cầu quý linh thiêng nơi đây họ độ cho con, bắt cho con cái đầu lọc thuốc là con 84 này cho về ngày mai là thứ năm, là ngày 13 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Miền Nam là chính, thì ông bắt cho con lọc thuốc con 84 này cho về ngày mai nấu đầu nấu đuôi nấu ba bốn lô. Có trúng lớn thì con nhận lớn, có trúng nhỏ thì con nhận nhỏ, có trúng thì con sẽ thành tâm để lễ cho mấy ông. Rồi, Kỳ Tài Lộc để gỡ lên đây cho ông bà bắt về hết cả nhà. Bố sinh tài xin đọc cho cả nhà mình ngày mai đó là thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Xin cái lọc xăm là con 60, cái lọc thuốc là con 84 ha. Cầu mong cho ông bà ngày mai cho nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô ha cả nhà. Để gỡ lên đây cho ông bà bắt về ha cả nhà. Thì cả nhà mình có xem kênh của Kiều Tài Lộc, nhớ ủng hộ cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì cả nhà mình chia sẻ bạn bè Zalo, Facebook đều biết Kiều Tài Lộc, thì Kiều Tài Lộc rất cảm ơn. Thì cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn, thì tối đêm nay 12 giờ đêm Kiều Tài Lộc đi đến chỗ nơi linh thiêng để sinh tài sinh lộc quý cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn. Thì cả nhà nào có tin tưởng thì nhanh tay kết bạn vào Zalo. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Zalo thì có để trên màn hình, Zalo không có tốn phí cả nhà mình ha.
nhanh tay kết bạn vào thì Kiều sẽ giúp đỡ cho cả nhà mình được ngày mai thắng lớn ha. Thì cả nhà mình theo tâm linh thì có thắng có thua, có trúng cả nhà mình phụ trả lễ ông bà, ông bà mới đổ cho cả nhà mình được thắng lớn ha. Thì Kiều xin kết thúc video đây ha cả nhà. Thì chúc cho gia đình cả nhà mình một buổi tối xem kênh ha, dồi dào sức khỏe ha, làm ăn cho ngày mai có tài có lộc ha, được nhiều may mắn ha. Xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo.